ngày 21 tháng 3, Tổng thống Thái Anh Văn đã có mặt tại hoạt động của phòng thương mại Hoa Kỳ, ngồi cùng bàn là ông Huỳnh Chi Hạng, phó trợ lý vụ châu Á Thái Bình Dương Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ông cũng là vị viên chức đầu tiên của Mỹ đến thăm Lài Loan sau khi luật du lịch Lài Loan được thông qua. Tổng thống Thái Anh Văn cảm ơn chính quyền Mỹ đã bán vũ khí cho Lài Loan. Ông Huỳnh Chi Hạng nhấn mạnh lời hứa của Mỹ với Lài Loan sẽ không thay đổi. Just a few days ago, we were pleased President Trump signed the Taiwan Travel Act into law. We are grateful Sinh ra tại Mỹ, cha mẹ là người Hồng Kông, nhưng ông Huỳnh Chi hẳn lại nói rất nhớ đậu hủ thối Lài Loan và cũng từng mời bạn bè cùng thưởng thức. Ông nói đùa đây cũng như việc khắc phục mọi khó khăn trong quan hệ Mỹ-Đài. Ông Huỳnh nhấn mạnh nước Mỹ vẫn là người bạn đồng hành và thân thiết nhất của Đài Loan. Mặt khác, luật du lịch Lài Loan tăng cường cho các quan chức hai phía gặp gỡ đã gây nhiều bất mãn từ Trung Quốc. Bà Hoàng Sơn Quánh, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc bày tỏ kiên quyết phản đối lạo luật này và bày tỏ phản đối với Mỹ. Để đối phó với cúm gia cầm, Lai Loan áp dụng chính sách tiêu hủy gia cầm nhiễm bệnh trên diện rộng. Hai cha con nuôi vịt tại huyện Vân Lâm bị nghi làm giả vắc xin cúm gia cầm bằng tiết vịt nhiễm bệnh, sau đó rau bán chích ngừa tại các trại gia cầm phía Nam Trung Bộ. Hiện đã bị cục điều tra bắt quả tang, tịch thu 514 chai vắc xin khả nghi. 私自呢把那种度过禽流感而仍然存活的那个鸭子呢的的血，吼、哦，把那个血的血血液里面就是呃血水里面的的那个血红素啊血血块抽离，呃萃取出血清，然后再加一些呃抗生素等药物不明药物呢做成这个呃他们宣称具有防治禽流感疗效的这个伪造的动物用药。 Qua điều tra, cha con họ ngô nuôi vịt và mỏ lò mổ. Hai năm trước họ bắt đầu thu mua tiết của những con vịt đã nhiễm bệnh nhưng chưa chết. Dùng máy ly tâm để tách huyết thanh, cộng thêm các loại thuốc không rõ nguồn gốc. Sau đó, từ tổ chức đội tiêm phòng đến các huyện phía Nam Trung Bộ tiến hành rau bán, tiêm phòng. Phía viện kiểm sát còn phát hiện một chủ lò mẫu họ trương tại Đào Viên cũng tham gia, cung cấp tiết vịt bệnh từ năm ngoái. Cục trưởng Cục phòng chống dịch bệnh động thực vật của Ủy ban Nông nghiệp cho biết, Lài Loan cũng như các quốc gia tiên tiến áp dụng chính sách tiêu hủy toàn bộ da cầm nhiễm bệnh. Nếu tiêm vaccine khiến virus da cầm biến dị, e rằng sẽ gây tổn thất dịch bệnh nghiêm trọng hơn. Hiện tại đã giam giữ 8 nghi phạm và đang tiếp tục điều tra. Tiểu mạch vùng ta và đài trung sắp vào mùa thu hoạch. Những cánh đồng lúa mạch vàng ống thu hút không ít người dân đến chụp hình. Nhưng phát hiện nhiều du khách tự ý giảm đạp lên ruộng. Một số nơi còn bị du khách đi thành những con đường nhỏ trong ruộng thậm chí chuỗi hết cả khu, khiến nông dân nơi đây bất mãn. Năm hội tá già bày tỏ, vì để ăn mừng bội thu nên đã tổ chức lễ hội văn hóa tiểu mạch. Nhưng người dân lại hiểu lầm là có thể vào ruộng chụp hình. Tuy đã khuyên can hết lời nhưng vẫn có người chạy vào ruộng thậm chí còn có sinh viên vào ruộng chụp hình tốt nghiệp. Hành vi phá hoại này khiến nhiều du khách khác không chấp nhận được. Nông nhân bày tỏ tiểu mạch là nông sản sắp thu hoạch, không phải là đồ trang trí. Tiểu mạch rơi xuống đất sẽ không thể nhặt lên bán. Những năm trước chỉ bị chim chóc tàn phá, không ngờ sự phá hoại của con người còn nghiêm trọng hơn. Hiện nay, nông hội và phía cảnh sát đang tăng cường tuần tra. Nếu vẫn không cải thiện, khi đến mùa thu hoạch, những điểm chụp ảnh sẽ dùng lưới vay lại để tránh bị phá hoại.